biểu, kính thưa quý vị khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả, thực hiện chương trình công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa về việc tổng kết dự án bảo tồn hát Thập Thái, dân tộc Thái, tỉnh Thanh Hóa năm 2014. Hôm nay được sự nhất trí của lãnh đạo huyện Thường Xuân cùng lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, chương trình bảo tồn hát Khập dân tộc Thái tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất năm 2014 được tổng kết tại Thường Xuân. Về dự hôm nay, chúng ta nhiệt liệt chào mừng các đoàn nghệ nhân của bốn huyện Thường Xuân, Quan Sơn, Quan Hóa và Lang Chánh. Và đặc biệt hôm nay về dự chúng ta còn có các nghệ nhân, những người đã tâm huyết gìn giữ những nét văn hóa và bản sắc của dân tộc Thái tỉnh Thanh Hóa. Và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho đêm hội diễn của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu và sự hiện diện của quý vị đại biểu ở cấp tỉnh cho đêm hội diễn của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Hôm nay thay mặt cho những người làm chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu có quý vị đại biểu ở tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Lương Văn Tưởng, tỉnh ủy viên, trưởng ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Cầm Bá Xuân, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các huyện, kính thưa các nghệ nhân, thưa các quý vị đại biểu và các bạn. Thanh Hóa một vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa. Văn hóa xứ Thanh thể hiện sâu đậm trong các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và trở thành môi trường nuôi dưỡng đời sống tinh thần cá nhân và cộng đồng. Truyền thống văn hóa là cơ sở để tạo ra các giá trị văn hóa mới. Chính vì vậy, làm tốt công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy bốn di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh là tiền đề, là yếu tố có ý nghĩa gốc giúp chúng ta xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, mang đậm đà sắc thái văn hóa xứ Thanh. Thanh Hóa là tỉnh có rất nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Thanh Hóa cũng là một vùng đất chứa được rất nhiều giá trị văn hóa phi vật thể vô cùng độc đáo, mang sắc thái riêng của 7 dân tộc anh em với trên 400 lễ hội truyền thống, gần 50 lễ hội liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo và rất nhiều các trò chơi, trò diễn dân gian, các làn điệu dân ca dân vũ, phong tục tập quán, chữ viết còn được lưu giữ. Làm đắm say lòng người. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài khập Mời Pí Nồm Mưa Giang Bán Giang Mương. Mời anh chị về thăm làng thăm bạn qua sự thể hiện của nghệ nhân Lò Thị Sản. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
cửa nhanh đi mau tới. Đến đây rồi, em đang đợi chờ anh. Lòng bé còn bên ngoài bọn hướng nó hỏng cánh cánh bé cho mẹ thanh ái là cánh cánh bé cho mẹ thanh ái là sẵn cùng thì ta phong trăng nóng nóng trăng trăng phong trăng nóng nóng say say xuống bè hiệu bay phong trăng mưa tá nhà con ai con ma thù thao an mình nhằm tùng con ai em ma thù thao an tâm lo thân bé khen mà lá ơi phơ tục tà con hòn đầy phang thân lại ta đỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
các dân tộc thiểu số Việt Nam đến 2020. Trong đó thì có cái việc bảo tồn văn hóa của dân tộc thiểu số trên địa bàn, đó là dân tộc Thái. Và tối hôm nay thì tại cái huyện Thường Xuân của tỉnh Thanh Hóa thì diễn ra cái việc tổng kết đánh giá cái dự án hát khập của dân tộc Thái tại tỉnh Thanh Hóa, với sự tham gia của các nghệ nhân từ 4 huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Và tôi cho rằng đây là một cái việc làm hết sức thiết thực và hết sức hiệu quả. Nó thể hiện cái sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa nói chung, nhưng mà cái ý thức của đồng bào dân tộc Thái đang sinh sống trên cái địa bàn của tỉnh Thanh Hóa là tự hào về cái truyền thống văn hóa của mình. Và chính các nghệ nhân dân tộc Thái tối nay đấy thể hiện cái lòng tự hào về cái truyền thống văn hóa và cái bản sắc văn hóa của mình, cũng là một cái nguồn động viên khích lệ. Và cái điều này nó cũng sẽ là một trong những cái để tạo ra cái nguồn lực để không chỉ là giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc, bản sắc văn hóa dân tộc của chính dân tộc mình, mà nó còn tạo ra cái động lực để phát triển đời sống kinh tế văn hóa xã hội. Vâng.